Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh này có phải là em bị đứng hình bởi cái nhan sắc của anh không? Dạ không, hai đứa nào là ghét nhau. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok xong cái cũng gần mình cũng lên rồi. Tương tất lắm xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn bạn à. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Thế trời ơi. Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi là nhà em mà lúc đó phá sản luôn. Em đi làm gì đó nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá. Rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào. Ngọt ngào thì đó là lúc đó mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó thì thành ra là mình bị say nắng. Em tên là Nguyễn Ngọc Gia Huy, em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh cho nhà. Gia Huy kinh doanh bên cái gì? Dạ nhà em thì làm về xưởng giấy á. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Mỹ Duyên. Dạ năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại chỉ trông con thôi với lại phụ lặt vặt trong nhà thôi. Vậy hả? Dạ. Ở nhà trông con thôi. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Ai là người để ý ai trước tiên? Dạ, gặp nhau ở chỗ làm. Hồi đó cả hai đều làm trong sân bay á, thì hai đứa là làm ở hai quầy khác nhau nhưng mà được cử đi support ở một cái quầy là do cái quầy phở trong sân bay nó đông quá. Thì lúc mà qua bên đó support thì mới gặp bạn này. Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh này có phải là em bị đứng hình bởi cái nhan sắc của anh không? Dạ không, hai đứa lúc nào ghét nhau. Lúc mà làm thì có va chạm là không có làm đúng theo cái setup ở cái quầy đó. Thì em có nhắc nhở thì bạn này là lúc đó là phản ứng lại với em kiểu như là đã đi support rồi muốn làm sao làm mà đừng có mà còn nề nếp này nọ. Còn Huy thì sao? Dạ. Huy lần đầu tiên gặp cô gái này thì có ấn tượng nhau? Dạ, mình lần đầu tiên thì cũng là không thích nhau. Tại lúc đó em có bạn gái rồi. Rồi lúc đó là khách đang đông thì mình lấy nhanh cho khách cái muỗng nhưng mà chỉ là do là cái muỗng nó không dành để ăn cái món đó thôi. Nhưng mà thật ra là đúng rồi, nhưng mà thật ra là khách lúc đó đang quá đông, em thấy là bạn này là giống như là bị nguyên tắc quá đáng đúng không? Bị nguyên tắc quá đáng. Nhưng mà làm ở khoảng chừng tầm tháng đi 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Nói chung là nhìn chưa có nhìn cái mặt nhưng mà nhìn dạ, trước rồi. Tiên là nhìn cái dòng ba đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Nói như là sau đó là em chắc chắn là phải có tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ là hỏi bạn này là nhà ở đâu, em qua em chở đi làm vậy thôi. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok xong cái cũng gần mình cũng lên rồi tương tất lắm xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn bạn à. Cái lúc đó là em đã bớt ghét bạn này chưa? Dạ có rồi. Thì lúc nào là cũng chứ số điện thoại rồi nhắn tin với em á, qua Zalo không mà chứ không có xài Facebook nhiều. Thì sau này em mới phát hiện ra là có bạn gái là giấu, còn giấu bạn gái trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi. Điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm. Mình thấy đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi. Dạ, dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi một tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện là trước cái ngày đó. Dạ, có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. Nếu mà quen á thì duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì một tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á. Thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu. Mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bỉ gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nha cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em lúc đó phá sản luôn. Em đi làm vậy đó nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá. Rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả. Rồi ba mẹ ly dị xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Dạ, đúng rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Hồi đó rất là khó luôn, là đi ăn cơm vậy nữa. Phải lựa cái quán rồi rẻ nhất mà ăn. Tại vì rồi, bây giờ là rất là khó khăn. Bây giờ ngoài cái chuyện đó thì trước khi cưới còn cái biến cố gì nữa xem ha? Dạ, trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật.
Xây dạ, nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa là em làm ở quán bar, mấy anh chị ở trọng cũng cũng quý, kiểu như là mình vô mình không có chọc ghẹo ai hết. Tự nhiên đến lúc gần cưới thì mình mới bị xây nắng. Kiềm chế không được. Xây nắng. Xây nắng ngang ngược vậy đó hả? Xây nắng ngang ngược. Xây nắng ngang ngược là do là gần cưới á, thường gần cưới thì ai cũng áp lực hết đó. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào. Ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó thì thành ra là mình bị say nắng. Làm sao em biết được điều đó? Tại vì cái giác quan của em nó rất là ghê. Thì cái ngày hôm đó ông này cũng đi làm mà em coi định vị thì không được, tức là không có mạng, thì em mới gọi luôn, nói đang ở ngoài cà phê. Em nói ủa anh ở cà phê mà bây giờ anh không có 3G, không có wifi, anh chơi cái gì? Cái em nói để em nạp kẹt cho anh đăng ký 3G cho em. Em mới gọi FaceTime liền, cái ngồi ở giữa cái quán cà phê mà lựa cái chỗ nắng thiệt nắng mà ngồi. Xong rồi cái em hỏi đâu cái bill nước của anh đâu, cái kêu anh không có bill. Cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa, bên nhà em là không biết. Em chỉ gọi điện cho mẹ ông này, em nói là bây giờ Huy dậy á rồi con không cưới nữa. Rồi không biết mẹ nói sao với Huy á. Mẹ la, mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả, đã cưới là phải xác định. Hơn là cũng chưa nói với mẹ vợ cho nên em năn nỉ. Mình xin lỗi một lần đó thôi, rồi mình chỉ làm thôi. Mấy cái đám cưới bắt đầu mình tự chủ động, mình tự làm, mình tự làm hết. Nói chung là mình sẽ thể hiện bằng mình, tự thể hiện để hết cho vợ thấy. Đúng rồi. Rồi bây giờ cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ 1 năm 7 tháng. Cưới được bao lâu thì mới có con? Dạ rồi, vừa dạ. Lúc vừa đi cùng chăn mực là có. Là dính có bầu luôn. Rồi bây giờ bạn chồng có tật xấu gì không? Tật xấu của Huy hả? Thì chỉ là mấy cái không cẩn thận thôi, với lại trí nhớ không tốt á, thành ra ví dụ như đi đường á thì không biết đường. Mà em rất hay kêu là anh phải chủ động coi Google Maps hay gì đó để sau này chở con đi học hay là như thế nào đó, biết đường mà đi, thì lại không chịu chủ động mấy chuyện đó. Còn không cẩn thận, giống như là làm gì cũng làm đại cho xong vậy đó. Mà còn trách ngược lại em là do em nguyên tắc quá chứ không phải là do Huy không cẩn thận. Bây giờ em có con gái hay con trai? Dạ con trai. Con trai chắc là Huy chắc mê con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Huy... mê con mà có mê vợ không? Dạ mê con với mê tạ chứ không có mê vợ. Mê tạ, Huy là tạ lắm. Thường xuyên là ở trong phòng tạ. Dạ đúng rồi. Ngày đâu, đâu được là thường xuyên làm, đâu. Không được. BT là thường xuyên luôn. Chỉ có bây giờ từ Tết tới giờ mới là phụ nhà kinh doanh là mới ở nhà. Mỗi lần mà em đi tập là hay kiếm chuyện lắm. Giống như là ghen với tạ vậy. Em đi dạy tự do đi. Tới cái giờ em phải đi rồi thì em nói hôm nay mưa, ba mày cũng bỏ đi, bỏ mẹ con mình nói này nọ rồi nói này nói kia, cái thứ là mình phải ở nhà. Em nói là giờ em làm sao được, nhưng mà phải cho em 2 tiếng để em đi tập. Đó là bắt buộc phải cho em đi tập. Thì bây giờ cũng kiếm chuyện cũng nói để sao cho em nghỉ. Bây giờ mà có mắt làm cho nhà cũng phải đi tập. Sáng 5 giờ sáng thức dậy đi tập, mà cái giờ đó ví dụ như mà kêu dậy làm gì khác là đâu có dậy nổi. Mà kêu đi tự động chủ động dậy đi tập bị nghiêng tả em. Mà không biết mê cái gì mà mê còn hơn mê gái luôn, nói thiệt luôn á. Cái đó là đam mê, cái này chị phải ngưng lại chị nói liền. Em đừng bắt chồng em bỏ cái đam mê đó nha. Tại vì em biết sao không? Dạ. Đến một lúc á, khi mà cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi đó ha, mà chồng em mà không có thể thao á, em sẽ thấy rất là mệt mỏi. Cho nên với những người đàn ông mà có thói quen thể thao là cực kỳ đỡ cho mình. Thành ra là với những người chồng mà có cái một cái đam mê thể thao, em phải dúi cái đam mê đó mốt đỡ đần ngược lại cho mình. Dạ. Rồi giờ tới Huy. Vợ em thì hay có cái tật là giống như là nóng tính lắm. Nóng một cái là xì ra trước mặt mọi người luôn. Là nè em luôn. Em kềm mà nhiều chửi em nữa là bắt em phải mở miệng nói chuyện, không được kềm. Giữa chốn đông người. Giữa chốn đông người. Thế là em về nhà em cũng không nói chuyện hết, phải để cho qua ngày mai thì em mới nói. Hay là đang có hẹn với ai đó, dù như mình có hẹn là đi ăn, đi uống hay đi chơi hay đi sinh nhật hay đi gì đó quan trọng hay cũng không cần biết. Giận đùng đùng cái là anh đi tôi ở nhà. Rồi bây giờ cái mong muốn của em với vợ em là gì? Thì em chỉ mong muốn vợ em là ví dụ như có gây nhau á, hay là có bực mình quá chuyện gì đó thì để đó tối về hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Đúng rồi. Rồi còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Dạ thì chỉ có cái việc tập tạ của Huy là em thấy nhiều lúc nó vô lý quá rồi. Bây giờ em mong muốn làm sao để và phân bổ như là bố trí cái thời gian tập tạ để cho nó vừa phải. Dạ không? cái phân bổ của Huy là có, nhưng mà có những lúc mà giống như là không có thời gian để phân bổ cho việc đó thì vẫn dành cho việc đó. Bây giờ vậy nè, chị nói em nghe. Tụi em hiện giờ nó đang là gì nè, em phải nhớ em
quen với người đàn ông này em đã qua quá nhiều những cái khó khăn, những cái gian khổ. Bây giờ trong mắt em người ta đang rất hoàn hảo và chỉ còn có mỗi cái vụ mê tạ thôi. Để cho người ta mê thì em phải cho người ta một con đường người ta xả. Đúng rồi. Còn em mà bích hết rồi là một ngày nào đó hả, trái banh mà nó bể một cái là coi như xong. Cho nên cái chuyện mà mình phải giữ sĩ diện cho chồng mình. Trời ơi, mình yêu là mình phải giữ sĩ diện. Chứ mình không có được chà đạp. Mình cũng không có được chứng tỏ cho mọi người thế là đó, bây giờ ông yêu tôi như vậy đó, tôi muốn làm gì tôi làm. Không, đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Đương nhiên bởi vì em còn trẻ, em chưa có trải qua nhiều những cái kinh nghiệm, cho nên là người đi trước, chị chỉ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm đó thôi. Hiện giờ em là 80% trong ảnh. Phải giữ cái đó và giữ hơn như vậy bằng cách khác chứ không phải bằng cách mình đang làm. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc như vậy mãi mãi nha. Rồi, xin chào. Cảm ơn chị. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hằng, em năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán. Dạ, em ở Biên Hòa. Hằng, Hằng là chị Hằng, thấy không? Dạ. Hằng chú cuội. Dạ, em là Đại Thịnh, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi, công việc của em là gì? Dạ, em kinh doanh. Cũng ở Biên Hòa luôn? Dạ vâng. Kể cho anh nghe đi, lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào vậy? Lần đầu hai em gặp nhau là lúc đó cả hai đều còn đi học và đi làm thêm, thì gặp ở tại chỗ làm thêm. Dạ, lúc đó là có nguyên cả một đội luôn ạ. Em ở một team khác, còn anh ở một team khác. Dạ, xong rồi bên đội của anh nhờ em lên hỗ trợ. Buổi đó em lên thì hướng dẫn cho anh làm, thì anh rất là ngây ngô. Anh cứ làm theo em hướng dẫn mặc dù em đang lừa. Sau rồi em không nói chuyện với anh, em qua nói chuyện với người khác. Buổi tối hôm đó về thì anh bạn của anh xin Facebook của em, nhưng mà cuối cùng anh nghe lẻn, xong rồi anh kết bạn trước. Trước khi bạn anh kết bạn luôn. Xong rồi bắt đầu là anh thả thím, thả trái tim rồi từ sáng rồi đến chiều đến tối. Dữ dội quá. Dạ, tim con trái mà thả quá thả. Anh cứ ngày nào cũng liên tục chúc buổi sáng, rồi chúc buổi trưa, rồi chúc buổi chiều. Đi học rồi dành uống nước thế này thế kia. Làm chị chịu sao nổi. Dạ, làm lay động quá. Xong rồi sau một thời gian khoảng 2 tháng mới quen với anh. À, quen anh. Rồi, hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Vợ chồng em quen 4 năm, tới hiện tại bây giờ là 4 năm. Nhưng mà vợ chồng em sống thử với nhau trước 1 năm. Xong rồi mới tiến đến hôn nhân ạ. Thì trong 1 năm đó, hai vợ chồng có hòa thuận rồi, có cái gì gọi là không hiểu nhau đúng không? Dạ, có nhiều cái đó. Lúc mà anh quen em á, anh bỏ hết tất cả mọi thứ. Rồi anh chỉ học, rồi đi làm, rồi về thôi. Nhưng mà khi mà tiếp xúc vô thì mới biết rằng là anh là một game thủ. Dạ, anh chơi game rất là ghê. Bạn bè đông, có rất nhiều tem hội của anh. Dạ. Và đến khi mà em vô thì em mới biết. Chứ lúc mà yêu em thì theo tranh chữ thập, rồi nấu cơm cho em nè, rồi mọi thứ nói chung là cái lúc sống thử đó hả? Dạ chưa, không, lúc đó chưa, là đang chưa rồi sau khi chung một mái nhà trong cái thời gian mà thử đó là ổng đâu còn theo nữa đúng không? Dạ không. Là ổng kiểu đi đánh lộn trên game. Dạ đúng rồi, ngồi chơi game suốt 24/24 luôn. Trời nặng lắm rồi đó. Có khi nào mà không ăn, không uống, không đi đâu, ở nhà là chỉ chơi game không? Ăn uống thì có, nhưng mà ở nhà suốt để chơi game thì có. Em chơi game vậy em có để ý đến thái độ của vợ, cảm xúc của vợ trong thời điểm đó không? Lúc đó giờ em ngày nào cũng cằn nhằn. Trời ơi, sao ngồi chơi game hoài, ngày nào cũng nghe câu đó. Rồi có đỉnh điểm là đòi ngừng lại, chúng ta không sống thử nữa hay không? Dạ có ạ, nói chung là nhiều luôn á. Anh ít nói, với lại mỗi lần em cằn nhằn như vậy thì anh cũng bình thường, như không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ có khi nào mà em nói quá nhiều thì anh mới bắt đầu thôi đi, được rồi đó. Là anh nạt lên thì em sợ tính khùng của anh rồi xảy ra chuyện gì đổ máu giữa hai người. Trời gì ghê vậy. Sao mà nhờ Thịnh mà sao em mê game dữ vậy? Em cũng không biết nói sao. Chơi bằng đam mê vậy đó. Có tốn dạ, tiền đi mua mấy cái đồ đúng không? Dạ không. Đó đúng không? Hồi xưa tôi mua quá trời luôn. Là đó là trong thời gian sống thử là đã biết là ảnh mê game vậy rồi đó hả? Dạ. Rồi xong rồi cuối cùng thì ảnh đã hồi hướng bằng cách nào? Hiện tại bây giờ thì anh vẫn chơi game, nhưng mà chơi game có giờ giấc hơn một xíu. Ủa nhưng mà ảnh vẫn còn mê game vậy thì sao em lại chấp nhận em cưới? Dạ chắc là cái nợ. Lại anh thật thà, anh thương em. Nói chung là từ cái khó khăn nhất khi mà vợ chồng không có gì để đi tới tận bây giờ. Em không sợ khổ sao? Dạ khổ thì có ạ, khổ ngay từ lúc mà quyết định là quen rồi. Nên chắc có lẽ là cái khổ nó chai lì rồi. Nên thành ra nó quen rồi ạ. Rồi nghĩa là một năm sau đó là cưới. Dạ. Sau khi cưới, ngoài cái mê game ra ông còn lòi cái tính xấu gì nữa không? Dạ lười. Đúng rồi, mê game thường lười. Lười lắm. Việc nhà dù như buổi sáng em đi làm, xong em nói là nhớ phơi đồ cho em nhé. Xong đến chiều về nghe tiếng xe của em là anh ta mới nhảy xuống dưới để phơi đồ. Ủa em trong một ngày á thì cái giờ nào là cái giờ mà em quan tâm vợ em?
Dạ chắc là lúc ăn. Chỉ có lúc mà hai chồng ăn cơm á là thời điểm đó là em quan tâm thôi. Dạ tại sáng sớm thì vợ em đi làm tới chiều là 5 giờ mới về, rồi mới bắt đầu nấu cơm để ăn. Rồi xong rồi ăn cơm xong là vợ dọn dẹp còn chồng lại chơi game. Dạ thì có lúc là em phải dọn xong mới được chơi. Rồi chơi tới mấy giờ rồi để vợ ngủ luôn vậy đó hả? Dạ, ngày này qua tháng nọ, ngày nọ qua tháng kia hả? Có hôm thì em ngủ sớm, có hôm thì ngủ trễ. Ủa chơi game chứ không có chơi khác. Dạ không chơi game. Không biết là ban đêm á, ban đêm với vợ về. Đó. Cái chơi chơi với vợ ha. Chơi đồ hàng với vợ. Vui lắm, tôi chơi đồ hàng với vợ tôi quậy gì? Dạ có chứ. Thường xuyên không? Không dạ. Được thường xuyên lắm. Đó, đúng, phải thẳng thắn như vợ. Dạ. Chúng ta là những người lớn đúng không? Dạ. Dụ như ngày hôm nay vợ đi làm về mệt thì nói thôi vợ ngủ đi. Còn hôm nào mà không mệt thì chắc phải khều anh chục cái anh mới tắt máy đi. Kêu... mới là chuyển sang chơi cái khác. Dạ đúng rồi. Làm biến hơn. Thiệt ha, làm dạ. Biến thiệt. Như vậy nhiều khi em bị stress không? Dạ có, rất nói chung là bị nhiều lắm ạ. Rồi công việc áp lực nữa. Mà nói với anh thì anh cứ nói là sao ngày nào em cũng nói một chuyện như vậy hoài vậy. Có bữa stress nặng quá, cái hai vợ chồng cãi nhau. Xong rồi em dắt xe em đi, anh cũng mặc kệ để cho em đi luôn. Em đi qua nhà bạn mấy ngày vậy, cũng chẳng gọi, chẳng hỏi gì hết. Em về nhà em phát hiện ra là bao nhiêu quà anh tặng anh đã giục đằng sau nhà hết rồi. Thế là em cũng điên đó, thế là em lấy một cái món quà mà em đập luôn. Xong rồi em xách xe em đi tiếp. Thì đi tới giữa cầu, tự dưng gặp ảnh. Xong rồi tự dưng lòng sao xuyến quá, cái gọi anh hỏi cho ảnh. Thế xong rồi về thì anh nói xong đi luôn đi chứ giờ còn về làm gì. Trời đất ơi. Lúc đó thì em kêu thôi vậy thì đứng dậy em đi. Anh kêu nếu mà đi vậy thì anh bán hết tất cả những gì mà vợ chồng đã tự làm ra được. Thế sao em giỏi thì bán đi. Xong rồi cái anh nắm tay lại anh nói là thôi lỡ rồi thôi để anh bán vợ anh luôn. Cái anh hôn cả trăm cái luôn hết. Thế sao anh chẳng xin lỗi gì hết á. Dữ dội quá. Bởi chứ trước em giật hụi con trai này nè. Em nghĩ vậy. Nhưng mà sao kỳ vậy? Cái hôm mà vợ bỏ đi mấy ngày là em vẫn ở nhà chơi game luôn chứ không có đi tìm vợ luôn. Đâu có biết ở đâu để tìm đâu chị. Ủa điện thoại không được à? Dạ gọi không nghe máy. Rồi em có biết nhà của những người bạn của vợ không? Dạ lúc đó thì em không biết nhà của cái chị đó. Nhưng mà có đi tìm ở mấy chỗ khác không hay là kệ nghĩ suy nghĩ thôi buồn quá chơi game tiếp? Dạ không, lúc đó em cũng lấy xe đi ở ngoài đường chứ không có ở nhà. Vậy hả? Có rối không, có lo không? Dạ lúc đó thì thấy bế tắc. Bế tắc. Bế tắc hơn ngồi chơi game tiếp cả nó thế nào cũng ra được rồi. Rồi bây giờ là cái tỷ lệ chơi game còn lại bao nhiêu phần trăm so với hồi lúc mà sống thử? Dạ chắc khoảng 60% à. Bây giờ 60% như vậy là vẫn quá nhiều. Có bao giờ mà em cảm thấy em hối hận không? Dạ nhiều ạ. Nhiều khi ví dụ như về xong rồi nhà cửa thì chưa dọn dẹp gì hết, rồi anh thì ngồi chơi game xong rồi lên nói anh thì hai người cãi nhau qua cãi nhau lại, xong rồi em dọn dẹp em nấu cơm cho anh ăn rồi thôi, rồi lên lại nằm ngủ rồi lại thấy tủi thân. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa. Em muốn có con. Dạ có chứ ạ. Có nhiều lần ảnh thờ ơ đến nỗi mà ảnh quên luôn những cái ngày quan trọng để chúng ta có thể sản sinh ra một nhân khẩu trong nhà. Dạ không ạ, tại vì em làm kế toán trong bệnh viện nên thành ra khi ví dụ như mà em biết được những ngày đó thì em hay khều anh, em nói là hôm nay là ngày rụng trứng đó, nhớ đó nha đó. Cái xong rồi một tuần ấy em khều mấy lần, nghe anh hỏi chứ ủa anh nhớ là hồi xưa anh học sinh học một tháng rụng trứng có 1 lần à, mà sao em rụng trứng gì đâu mà tuần nào em thấy rụng mấy lần vậy. Xong rồi mất niềm tin. Trời em, anh nghe mọi người cười mà anh đau gì nữa. Em mất niềm tin hay là chồng mất niềm tin? Chồng em kêu là gì mà rụng trứng nhiều vậy. Nhưng mà bạn này thích có con không? Dạ em vừa thích mà cũng vừa không. Tại vì vậy? Hiện tại bây giờ mà có thì sợ là không chăm lo được đầy đủ cho con. Biết sao không? Tại vì nhiều khi vậy nè, cái đầu óc của Thịnh á, ngay cái thời điểm đó nó chưa được thoải mái á. Vì sao biết không? Nhiều khi á, cái ván game nó chưa xong á. Cái gọi là cái xác ở đây mà cái hồn để cái máy game á. Rồi cái nó không có trọn vẹn được, thành ra là nó không có đạt được cái điều như mình lúc mong muốn. Lúc đang chơi đồ hàng mà tự nhiên cái đầu nghĩ tới cái chuyện công thành không sao được. Đúng không? Vì vậy phải nhờ tới chương trình để biết đâu đi tham gia chương trình xong về có. Vì tháng này em lỡ canh rồi. Thì đó, cho nên chị nghĩ là nếu mà thực sự bây giờ chỉ có vợ thích có con mà chồng chưa muốn có thì hai cái đó nó chưa có cộng hưởng được thì cũng khó. Thành ra bây giờ Thịnh phải xác định tư tưởng là Thịnh có muốn có hay không, vợ dạ. Muốn có đúng không? Dạ. Thôi bây đó. Giờ cái sân khấu này là chỉ có sân khấu là nói một thôi chứ không có hai lời. Bây giờ có thích em bé không? Dạ có. Có.
Được. Bây giờ đầu tiên á, là phải thực sự là em bớt game lại. Dạ. Thực ra bỏ hẳn thì cũng không bỏ được đâu, nhưng mà vấn đề là 60% trong cái bớt nữa không? Cái đó là dạ, chị thấy là vẫn còn quá em nhiều. Em đang giảm từ từ rồi. Thôi bây giờ giảm được nhiều đi, nói thẳng luôn câu đi. Đó. Chắc là 20% nữa. Bây giờ là 60 rồi, 20 còn 40 đó. Dạ, khi giờ có con thì chắc giảm 30 nữa. Bây giờ chị thấy vậy nè, tạm thời chấp nhận con số 40 đi. Thì bây giờ em hứa với vợ em đi. Có hàng vạn cặp mắt đang nhìn bạn kìa, đứng lên hứa cái đi. Anh hứa với vợ là sẽ giảm còn 40% và càng ngày càng giảm nữa. Dạ, 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 dạ. Anh không cần vợ canh nữa, anh tự anh canh. Dạ, dạ, anh cố gắng cày cuốc để có em bé. Đó. Em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ông quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Cái mặt không sao, à, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là chắc vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Ừ. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ, đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp dạ, cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em dạ, đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ. Nha, vâng, nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À, dạ. À, thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ gì đây. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được dạ, cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em
kêu là để trong khoảng cách bao lâu bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi thì còn có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp ảnh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng đúng trời, rồi đây dạ. Nè đó. Dạ, có xong rồi một người á thì là dạ, cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, sáng trưng dạ, sáng bừng luôn. Dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi, em bảo ủa nghi là nghi cái gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dạ, dài quá mình kêu không biết là con trai hay con gái, đúng không? Nghi dạ. Hay chưa, anh đoán ghê. Dạ, đúng kêu rồi. Là kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là dạ, đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy em đẹp cao, kêu quá khi nào, rồi sợ đúng rồi. Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ, trước kia gặp vẫn còn nghi ngờ. Dạ, đúng dạ, rồi, nhưng mà vẫn rồi, vẫn muốn gặp. Nhưng mà có dạ, khi nào là em cố tình em gặp để em xác định rõ cái giới tính thiệt của cô thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao? Em là nam. À em là thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không, em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa, kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi, xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không, xong rồi hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không, có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi, nói thử đi Sơn. Giờ chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn. Nói dạ, với chị với anh Thuật nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Ôi, sợ hả? Quỷ sứ. Ủa, cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á? Dạ nói tiếng Nam dạ, là xong rồi. À, hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn. Xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh. Đó, xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc. Cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng
cũng chắc cỡ một tuần thôi là tụi em dạ. Lâu vậy. Có những cặp đó. Trời ơi sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò chính thức hẹn hò đó dạ. Là... trời ơi cũng 3 ngày á. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nếu ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm 4 tháng hay sao đó thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không. Kiểu gia phong lễ giáo đó dạ đúng rồi đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải tôn dung ngôn hạnh, mình dạ, phải dạ, kẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ chồng á trời, nên là em kiểu em bị em bị sợ em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn, đứng hình luôn. Đứng hình luôn à. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết thì dạ. Nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ không ấy. Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, cũng không có gì hết. Nhưng mà sau mẹ. Lần đó sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không, dạ có nói cái cảm giác cái ấn tượng gì cái lần đầu tiên Linh? Thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi đó. Đúng rồi vâng. nhưng mà bà có thiện cảm dạ. Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, kính dạ. Rồi đó mà vẫn còn dạ. Là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. Bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên?
Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Dạ. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có cái em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình mà không khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này. Đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau ấy, thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó, thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng rồi. Nó là phức tạp. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là thì là tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu có tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Không đi thầm thế, không Phi á. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Phi nào? Giới tính nó không được chắc chắn nha em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ. Em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á, thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề đó. Không còn cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang nói tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu không có kể tật xấu. Thật mà tốt á, cái đó là tật tốt nha. Dạ. Rồi bây giờ tật xấu á, tật nào mà em khó chịu á. Em chưa em vừa khó ý, em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng? Dạ không, nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đúng không? Có chữ tại sao. Nó phải có tại sao. Lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì thật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái thật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về ông cái điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tả. Rồi, mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao, rồi kiểu vận động rồi các khi. Nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Rất là đam mê luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ
cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, hai là mệt liền á. Dạ. Sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đam mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai cái tật xấu nha. Cam ram là một này. Áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu còn mà nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, giận. Xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được. Nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Không thấy sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Nó lòn ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận em... đi, sao ví dụ giận như... dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm á chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình không có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy, ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa, cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi, nên là em kêu á nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, à đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức dễ sợ quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi là không chứ đó, Ngọc Lễ. Dạ. Rồi đúng rồi, Ngọc Lễ đã nói rồi con. Dạ. Nghe nó có là không. Dạ xong kêu chứ chứ anh bảo đi 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 cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn sao mà sao nó thế, không nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc anh nghe nè, rồi bây giờ ổng không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng, tự xả luôn vậy đó, kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ có chị. Rồi có nhiều khi á hả, kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề với mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận.
quê luôn. Dạ, có nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng Dung Lan ra, cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi, kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước okay. Nghe bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi, bây giờ vợ ông sao đó kìa, đó bây giờ tấn công kìa. Đó xa tay nè, xây ra cám này đó nha. Cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, là kể về tật xấu của vợ đúng không? Ừ rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý. Nhiều em còn... nhiều không hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ cũng đủ xài ạ. À, đủ xài hả? Đợi nãy giờ rồi mới được nói đó. À, thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ấy là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại... khá là bừa bộn, khá là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để đúng ở đâu rồi. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó bừa bộn rồi. Tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Rồi bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Rồi. Gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại gòi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mà áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Nhưng mà bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cổ nói? Thì bởi vậy mới nói đó. Rồi tới em. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ cải thiện cơ. Cải thiện rồi đúng không? Rồi. Cũng thực ra đấy thì đấy em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Còn em bắt đầu thay đổi cái không có, nhưng mà thay đổi rồi. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần, có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không, luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, người ta bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó, đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là
thay đổi là nói chung chồng em là có một cái tính, có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà, rất là tin người luôn chị, mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng, đúng rồi không? Nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á cái đi ai khó khăn mang giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy, là mình em thì em kiểu em cũng nói em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo em muốn là kiểu phải lo cho tương lai, đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh cứ thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em cũng nói, em nói xong rồi thì kiểu cũng cũng nghe nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài đúng đó Sơn ơi, nghe dạ mình thấy đó rất là hợp lý. Dạ không? Tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Đó. Nghe lời vợ. Rồi, cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng son. Yeah. Bây giờ mình bốc thăm nha.